Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 8 sách giáo khoa 138. Biết rằng đường cong ở hình 11 là một parabol y bằng ax bình. A. Tìm hệ số A. B. Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng -3. C. Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 8. Vậy phương pháp giải của chúng ta đó là với ý A, chúng ta tìm tọa độ của một điểm bất kỳ thuộc cái parabol này, thay tọa độ của điểm đó vào công thức hàm số thì ta sẽ được A. Với ý B, chúng ta thay x0 bằng -3 vào công thức của hàm số y bằng ax bình, ta tìm được y. Với ý C, thay y bằng y0 bằng 8 vào công thức hàm số y bằng ax bình, giải phương trình này ta sẽ tìm được x, đúng không ạ? Vậy là giải chi tiết của bài tập số 8 các bạn có như sau. Lời giải chi tiết của bài tập số 8 thì các bạn có như sau. A nhỏ theo hình vẽ. Ta lấy điểm A tọa độ -2, 2. Các bạn nhìn lại hình vẽ nhé. Chúng ta lấy điểm A tọa độ là, đây điểm A đây các bạn nhìn thấy không? Tọa độ là -2, 2. Được chưa? Thì nó thuộc đồ thị hàm số. Thay x bằng -2, y bằng 2 vào công thức y bằng ax bình, ta được là 2 thì bằng a nhân với -2 tất cả bình, đúng không ạ? Vậy sẽ tương đương với a bằng 1/2. Vậy hàm số có dạng y bằng 1/2 x bình, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có ý B, với hoành độ x bằng -3 thì ta thay x bằng -3 vào công thức hàm số y bằng 1/2 x bình thì ta được y bằng 1/2 nhân với cả -3 bình, vậy bằng 9/2, đúng không ạ? Vậy tung độ cần tìm là 9/2. Đến ý C, bây giờ các bạn thay y bằng 8 vào công thức của hàm số y bằng 1/2 x bình, ta được 8 thì bằng 1/2 nhân với cả x bình, vậy tương đương với x bình bằng 16, đúng không ạ? Vậy tương đương với x sẽ bằng cộng -4. Thế chúng ta có là gì ạ? Vậy có 2 điểm có tọa độ là M48 và M'-48 thỏa mãn yêu cầu. Vậy cô và các bạn đã kết thúc bài tập số 6. Vậy cô và các bạn đã kết thúc bài tập số 8 trong sách giáo khoa trang 38.